À, quý cô chú vậy có người chú đang chở bánh lên cúng. Của khán giả nào không biết nữa, điện thoại gỡ. Dạ chú. Ủa chị gỡ bánh lên đúng không? Dạ dạ dạ. Cúng với chú Vũ Linh. À, có khán giả gỡ nè, quý anh chị bánh lên cúng cho chú Vũ Linh. Gỡ cho em á. Như Minh á, phải không? Dạ gửi cho em cúng cho chú Du Linh với tất cả hương linh ở đây. Dạ. Dạ hay gì đó. Cái gì vậy? Bánh cúng cúng cho chú Du Linh. Dạ bánh oxy không hả? Con này cúng với ai? Với những hương linh xung quanh đây luôn. Duy Minh nè, số điện thoại của con đúng không? Dạ đúng rồi đó. Trời ơi, tôi đâu có biết đâu, tôi có em ra mấy lần nghe dòng dòng xây nè. Dạ, ok, bên chú lên đây như con nhớ là 3 lần rồi đó. 3 lần à, đúng rồi. Dạ. Quá trời bánh luôn cả nhà. Dạ. Này cũng có giả gỡ nè. Giả gỡ cho anh Minh. Ờ, à, đúng rồi. Trời ơi, mình chia cho mình cũng anh Minh thôi. Không biết chú chị rồi, bên ban quản lý xuống cũng chị Sáu. Chị Sáu Hồng. Cảm ơn em này em cầm luôn đi, anh chụp bộ hình cho. Đó. Quá trời. Chú nha. Rồi chú Tiểu cầm bánh nha. Rồi. Rồi con cảm ơn cô Sáu Hồng đã gửi bây giờ mình lấy cái bàn ra mình nhảy ra mới được. Anh nấu vàng. Anh nấu vàng ơi. Con chợ giùm mấy em. Anh nhảy đi. Nhưng giờ nàng nhớ đã không còn nhiều em khi có thể đến ngồi. Chắc được 100 bạch không anh? Như đây được 100 bạch không? 500. Chắc 50 bạch anh. Này 50 bạch anh bên đây. Để rồi giờ cho một cái mâm đi. Mấy cái mâm nhỏ nhỏ lắm đi. Quá trời bánh luôn. Đây đó giờ anh có thấy bánh không mini chưa? Mày mày cầm bánh chung đi chứ biết được đâu mà chia ra. Vậy giờ sao ta? Chia ra ngồi có thì sao? Bây giờ á cứ cái nào bằng không cầm lắm. Bây giờ vậy chung á. Rồi bắt đầu anh chia ra đây nè. Sao mà xén bánh ra 2 giờ là một bàn và một bánh. Chỉ là một bộ là mỗi loại một nhiều bánh. Hai muỗng. Cái này mà đi cái này cái này qua được hết. Mỗi cái mỗi một là 20 bánh.
Giờ mấy anh em ghim đi phát đi. Không bây giờ lọc cái này đứt đi, cái này đứt cái này. Bây giờ để cho chú lên trước xong cái mấy anh em mình hay đi phát. Phát đi phát cái đàn ơi chú ơi. Bắt giờ rồi anh nha. Chúng ta lên trên sao mình cúng cho chú mỗi loại một bình đi anh. Rồi cũng năm quá nhiều rồi. Để vòng vòng cúng nhiều năm lên. Mình cứ thấy nhiều loại rồi. Đại đi chồng lên đại lắm rồi. Thấy mấy mỗi loại một bình ha. Hay á. Rồi xong những các cô lên vòng vòng ở đây. Chia sao cho đều đi, chia sao cho đều rồi cái đó rồi cái thôi mỗi một một khoảng chừng nào thiếu này đó mới đủ rồi mình đầu thi với cây này nè đúng rồi là mỗi loại cái gì đó cái gì vậy thôi để nguyên mình đi cầm đi luôn bây giờ tháo ra rồi họ cầm được rồi bây giờ là những cái này anh bỏ xe rùa đẩy đi mới được ha nét không được sao bây giờ cái này nè mấy anh em chia ra giùm một người lao đem mùi lao này theo nè đem mùi lao này mùi lao một người bỏ này luôn rồi tí xíu em ở sau em sẽ đi thấp luôn không sao rồi lớn ok vậy đi rồi ok bỏ cái mộ này gần nhất của chú đấu chút nha nhóc thôi gì này xuống ra đẩy gạt đi rồi nhau quý vị ơi chỉ có muốn được trong con có một ngày thôi nay hết thời hạn một ngày rồi nên thôi viên xuống cho người đẩy gạt đi rồi bánh cho cậu năm và viên đến dở gạp luôn đẩy ra đường luôn rồi dạ nóng rồi cậu vậy ơi cậu năm á nó lại đi khó quá cho đi cậu năm ơi nóng quá rồi bà con ơi không phải là không chịu không phải nói rõ ràng nhé rõ ràng vậy em đâu nói không chịu đâu em ở Sài Gòn ở Sài Gòn á chứ không á dẫn cái câu chuyện đi xa xa không mình là cái người đưa tin mà mình phải dẫn cho nó đi cho nó đúng nha đưa mà đưa đưa cho đi xa tầm bảy tầm bạ dẫn rồi con đi xung quanh không à tội là con rồi nha
Dòng hôm nay nở hoa rất là đẹp nha quý vị. Đó là muốn chỉ có một ngày thôi, nhưng mà ta đợi hai ngày đó. Anh lên đây nè. Để nó là con bát nha. Để mít nhiều cho bà con rồi nha. Để mít bình quá rồi. Kiểu muốn đi gà. Đó, anh quay cái gạp đó. Cái gạp đó là để nói cho bà con nghe là hôm trước là Duy Minh có nói rồi, thuê một ngày là 150 ngàn để là cúng cho chú Du Linh đó. Là hôm nay là hai ngày đó, lẽ là ta gỡ hôm qua luôn đó, nhưng mà còn ưu ái cho chú Du Linh nên là đợi hai ngày đó. Bà con có bác biết bỏ tại vì biết một ngày 150 hả Duy Minh? Còn đây là một cái mâm của vị khán giả, vị Sáu Hồng ở Sài Gòn gửi cho Duy Minh cúng trước, là mình cúng một mâm trước cho chú Du Linh đi, năm lớn đi, rồi tất cả những cái đó là mấy anh em mình chia ra cúng cho những hương linh khác. Nam mô Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 11 tháng 7 là ngày đầu tháng, nên là ngày cũng trong tháng là Duy Lan có hiếu. Trước thì chị Sáu Hồng cũng gửi cho Duy Minh bánh để lời cúng cho chú Du Linh. Thì Duy Minh cũng xin trình với các chị các ngài tổ thần tổ mộ thổ địa đất đai dân trạch thần hoàng bổn cảnh lâm thần hộ pháp nguyện trang qua Duy Minh Dương, cũng như chúc mừng nghệ sĩ ưu tú Du Linh, ông tên đạt giỏi văn ngoan có pháp danh Tâm Giác, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958 và mất thời năm thứ ba năm 2023, dương lịch ngày 14 tháng 2 năm 2023 âm lịch năm Quý Mão, tuổi thọ 66 tuổi. Thì trước thì mời chú Du Linh về đây dùng, và sau cùng với các Du Linh chung một bữa là ấm no. Thì Duy Minh cũng có cúng duyên về trình dưới các chị các ngài tổ thần tổ mộ tổ địa đất đai và thần hoàng bốn cảnh lâm thần pháp nguyện trang của duyên, tiếng nhận dùng tấm lòng của chị Sáu Hồng và giáo hội đồng trường sư chú Du Linh đã sáng về miền Bắc và muốn công đức cho chị Sáu Hồng để đại gia đình được ấm no hạnh phúc lành lộc tất cả trong lòng. Cầu hai sao Duy Minh nhẹ tiếng nói dễ nghe, dễ hiểu ha cậu ha. Nhiều lần hoàng thế âm từ chỗ ngồi đứng dậy về gối chắp tay mà bành trung cực quan rằng bàn thờ tới tôn ngài địa mang đại bồ tát đủ đức từ bi lắng nghe. Đó, mấy anh em đi, mấy anh em nè. Trong muôn nghìn nước thế giới ngài hoa hiền đa nghiệp, muôn hình thân bao nhiêu công đức và sức hoài thân chẳng thể nghĩ bằng của ngài, còn đó tự nhiều đức công phu lao trước. Em nói từ từ, cái mình chia ra sao mà đủ cái khu này luôn nha. Bánh nè. Nè, để tôi hướng dẫn nè. Không phải từ từ mấy ngôi mộ trước đây nè. Đây, đây, đây em nè. Nè, qua tới ngôi mộ đứa bé mới được. Nè, có mặt đen không? Có mặt đen không? Hoàng nam tơ nơi nhớ hoa thần hoàng quý cho đến chúng sanh
mắt áp mái thổi khô trong sao đường eo kè nào nghe chân lọc miếng thì ăn thấy hình tượng của ông hay mến tượng dân ông cùng khen đời ông thời nhân chung sanh nấy đều ở nơi đau ô thường chẳng cái chương trình anh thì hôm nay là ngày nào anh ạ? Đầu tháng đây là khán giả là cô Hồng ủa cô Hồng này ở dưới sạch thành phố đúng không? Đi đây nè, đi đây nè em đi đâu này không? Nhưng anh cô Hồng ở dưới thành phố không? Nhiều như ta. Lột ra một cái nha. Lột ra rồi đó. Vậy là ta kêu lột ra đúng không chú Tiểu? Hai cái sứ này nở hoa đẹp quá ta. Nó làm lột ra một cái gì cho anh nhớ tách ra màu gì nè đó tách gì để đây xé một cái ra người lao đi trước người ấy hay sao xé một cái rồi được giờ thì mỗi ngồi một vài cái bánh nữa. Anh cầm em đi lấy một cái dĩa nè. Phát cho nhà ở đây.
Minh. Biết ban quản lý hoa viên nói chuyện gì với Duy Minh mà cảm thấy rất là bí mật nha quý vị. Chắc cũng dặn dò Duy Minh một vài điều gì đó. Sau đó chú Tường cũng có một cuộc gọi từ một ai đó gọi đến, trông rất là cũng là bí mật bí hiểm như vậy. Chắc có thể là cấp trên điện cho chú Tường căn dặn một cái điều gì đó để xuống đây truyền đạt lại cho Duy Minh. Ngọc rồi đứa tiểu ấy đi, mình đốt nhang đi. Dư qua bên đây nè. Chú Tường vẫn nghe điện thoại từ một ai đó đang dặn gì đó rất là kỹ lưỡng nha quý vị. Mình ở đây mình tiếp tục là Duy Minh đang đi hấp nhang cho từng ngôi mộ. Cho buổi sáng hôm nay cúng những bịch bánh bánh oxy cho một vị khán giả từ thành phố gửi đến. Nhìn chú Tường nghe điện thoại cũng rất là căng thẳng nhau vậy. Chắc cũng căng rồi đó anh. Căng rồi đó.
không biết, không là căng rồi đó. Đó không biết, mình mới nghe thấy là bí hiểm bí mật nè. Là đấy tí xíu em sẽ nói cho bà con bác biết luôn. Là hôm qua mình cũng lớn đúng không? Đúng rồi. Và có cả mình cũng có cả cũng báo cho chị Hồng Loan luôn rồi nhé. Dạ. Nhưng mà bên phía của là cô Sáu là cũng như là đang có những tác động. Tác động bên Hoa Viên đúng không? Bên Hoa Viên. Là cũng như là cúng tại sao mộ của chú Linh mà để cho như này cúng này kia đồ gì đó. Đúng rồi. Đó, không có báo cho gia đình. Nhưng mà chắc có báo cho bên chị Hồng Loan rồi đó. Hoặc có chị Hồng Loan qua lên giữ đó biết đúng, rồi. Đúng rồi, ai cũng biết mà. Biết mà. Khán giả cả nước đều biết hết. Thì mình thấy cái điều này nó rất là bình thường luôn bà con. Anh em mình vẫn cúng bình thường ha. Nhưng, nhưng mà chú là phổ biến cho Duy Minh biết. Anh cứ đi chú phổ biến cho Duy Minh biết lên anh chứ. Anh phổ biến cho Duy Minh biết là mô thật. Vậy. Kia mình còn dư. Còn dư phải không? Còn dư đem về đằng kia cho mấy chú. Hôm nay là chị Sáu Hồng có đầu tháng Du Lan thì có làm mà gửi cho mình bánh rồi cô ở đây. Dễ được cũng hơn. Ủa em đi nãy giờ đâu hả? Bánh hả? Còn nước hả? Đầu kia kìa. Còn nữa à? Còn nữa, còn một đống luôn. Em đi dốc Giang đi lại bánh chị. Dốc Giang đó luôn. Chị mua rất là nhiều luôn. Hả? Ông mình có phụ cũng đâu. Tại vì mình đang cũng có công việc với lại bên quản lý chút. Cũng hậu anh bên đó đi nha. Không, mình xa mình nhờ tiền là đúng luôn á. Tiền cúng tiền với 15 hết thì nhờ tiền với 15 hết là cúng hộ bên đó ha quý vị. 15 hết là cúng hộ bên đó nha. À, cúng hộ giấy mời các chư vị cô bác gì để dùng bánh kẹo của chị Sáu Hồng. Sáu Hồng hả? À, chị Sáu Hồng mình mua phần. Chị Hồng này gửi em nhiều lần rồi. À. Chị gửi như lần này nữa là ba lần. Ba lần là chưa, ba lần là xe chuyển về xuống đây ha. Còn là không tính. Thì chung không phải là nhờ ở đây là mấy anh em cũng chung nhau có trách nhiệm với nhau hết. Đúng rồi. Mình làm mình cúng mình phải cho ra cúng quý chứ. Quý chú anh chị vì mình cúng là phải cho ra cúng. Mà hoặc phải mờ ra qua lịch sử đó. Mà có cúi này. Cúi lên vậy. À, tiếp cái câu chuyện hồi nãy á. Là tại vì bên ban quản lý của Hoa Viên đang phổ biến với Duy Minh là nói tất cả những ai mà cúng á thì phải thông báo và đăng ký hết hẳn hoi đó để là bên Hoa Viên thông báo cho bên gia đình cúng lớn nha. Ví dụ như những cái mà cúng bình thường thì mình không nói à, cúng thông thường thì Duy Minh cúng mỗi ngày thì không nói. Là cúng cơm theo thường lệ mỗi ngày, cúng cơm trưa là không cần phải báo. Hồi nay mình không nói. Ví dụ mình cúng tiệc hay gì đó.
Đó. Để em nói cho bà con cô bác cùng hiểu, cũng như là mình cúng thường lại á. Kìa mấy anh em đang quay góc rồi. Cúng thường lại mỗi ngày á thì cúng cơm là bình thường, nhưng mà ở đây có một cái việc, bởi vì nó rất là phức tạp khi mà hai gia đình không, hai bên không thống nhất với nhau. Với chú anh chị Hồng Loan á thì chị giỏi rồi, nó chị Hồng Loan thì chị rất là giỏi nói tiếng là mà xong. À, bên cô Sáu có cái sự tác động bên Hoa Viên là bắt buộc là mai mốt là phải đăng ký đàng hoàng. À, đăng ký rồi cúng ai khán giả nào cúng bao nhiêu người, số lượng là bao nhiêu người để là dự tiệc, rồi cúng sao phải lên đăng ký bên văn phòng Hoa Viên. Xong rồi á, bên văn phòng Hoa Viên người ta mới báo lên trên gia đình, báo ở bên gia đình người ta đồng ý rồi mới cho cúng lớn. Quý cô chú anh chị, đây là cái sự tác động của là bên cô Sáu ha quý cô chú anh chị. Nó là sự mình không hiểu sao luôn á. Nhiều khi làm một cái là bức xúc thiệt. Cái này mình cúng bình thường, mình cúng cho anh mình, cho nói chung là cho cậu mình, cho chị Hồng Loan thì chị không nói rồi, tại hôm qua có nói với chị rồi, chị mời chị lên mà. Nói chung là mời chị hay tin là chị gọi điện thoại là nói là chị về thì mời luôn. Đó, quý cô chú chị, nói chung là mình báo cáo mà, nhưng mà mình báo trễ quý chú chị, tại vì hôm trước á, nghe tin là chị còn ngoài kia cho nên là không có báo trước. Nhưng mà khi mà tại vì mấy anh em cũng nghĩ là rất là bình thường á quý cô chú chị, nhưng mà cái bàn này là cái bàn của hai cái bàn của khán giả, là của khán giả của 15S, nó cũng nghĩ là cúng bình thường thôi, có cái gạp che. À, bên nhân viên thì Hoa Viên người ta hỗ trợ cái gạp để là che nắng che mưa thôi quý cô chú anh chị, xong một ngày người ta cũng dẹp à, nhưng mà ưu ái cậu thì để cho hai ngày đó. Thì Duy Minh nghĩ rằng nó quá là bình thường luôn, mà tự nhiên lại tác động đến Hoa Viên, làm cho Hoa Viên sẽ làm khó, sẽ bây giờ Hoa Viên sẽ làm khó về cái việc là cúng kiến nữa này quý cô chú anh chị, tại vì bên gia đình tác động lên rồi thì bắt buộc Hoa Viên cũng phải là làm theo, muốn cúng gì cũng phải đăng ký, nếu mà cúng bên lớn á thì phải đăng ký quý cô chú anh chị. Nhưng Duy Minh nghĩ là cái bình thường, bà con cô bác đem lại cúng thì cúng bình thường thì nghĩ không sao quý cô chú anh chị. Mà cái điều này làm cho Duy Minh càng khó chịu quý cô chú anh chị, tại vì một gần đây nữa, một ngày gần đây nữa thì có nhiều khán giả của Duy Minh cũng muốn cúng lớn cho chú, hai bàn, ba bàn, thậm chí là lớn quý anh chị, cho tất cả, trước là mời chú xong với các hương linh ở đây, bà con lối xóm của chú nè, xong dùng xong rồi sẽ mời thỉnh lộc để là mời các khán giả nè, anh em kiếp nè, nói chung là tất cả những người nào mà có mặt ở đây trong cái ngày đó dùng luôn. Nhưng mà nghe nói cái tin này cũng hơi khó, khi mà Duy Minh đi đều phải mắc đi lên đăng ký rồi tùm lum hết ra quý của chú anh chị, rất là khó luôn. Nghe thông tin này thì mà Duy Minh báo cho khán giả của Duy Minh thì không biết như thế nào đây quý cô chú anh chị. Tại vì khán giả của Duy Minh cũng đã gỡ tài khoản gì và cũng nhờ Duy Minh rồi, mới hồi sáng này luôn quý cô chú anh chị. Đó, sự thật Duy Minh lên lịch để cúng là lớn luôn nè, mà nghe cái thông tin này cũng rất là buồn về bên cô Sáu nhiều. Tại vì tại sao mà có những cái tác động như vậy được, cái cúng kiến là cho anh mình thì Duy Minh nghĩ rằng cái điều tốt thôi quý cô chú anh chị, mà tại sao lại tác động như vậy, làm khó khăn cho mấy anh em. Thì cái gây khó khăn đó đối với Duy Minh thì không khó khăn, nhưng mà khó khăn cho cái là chú không có được hưởng hương khói nè, không có được bà con đến viếng nhiều và thắp hương, làm sao chú được cái phước mà để đi tu mà có công đức nhiều thì sẽ mau thành chánh quả quý cô chú anh chị đó. Rồi thôi, video đến đây Duy Minh cũng nói cặn kẽ cho bà con cô bác cùng xem rồi. Bà con cô bác xem video để lại những cái ý kiến bình luận để coi như thế nào ha quý cô chú anh chị, cho Duy Minh biết như thế nào, và góp ý cho Duy Minh ha. Bây giờ thì Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một cái video tiếp theo ha. Bên kia thì Duy Minh nhờ tí đang cúng rồi quý cô chú anh chị đó, tí đang cúng bên đó, tại vì khu bên đó đây nè, đó anh nhờ diện tí đang cúng rồi ha đó. Rồi Duy Minh xin chào bà con ha, hẹn bà con là một cái video tiếp theo, chuẩn bị là cúng cơm luôn nghe quý cô chú anh chị. Chào bà con ạ.
Bà con thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý cô chú anh chị. Thì Duy Minh xin chào và chúc bà con, cô bác một ngày thật là vui vẻ bên người thân của mình ha.